Xin chào tất cả mọi người quay trở lại với channel của Phong Lê Quay Đăng Nông. Thì hôm nay em sẽ lên cho mọi người hai cái loại thiết bị rất là hay ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của mọi người. Thứ nhất là một cái cảm biến khí ga. Đấy, cảm biến khí ga của Hàn Quốc các bác nhá. Tên là Agora MDGas. Đấy. Đây. Ok. Và cái thứ hai sẽ là một con nam châm điện của Đức nhá. Đấy, ngày hôm nay thì em sẽ test con nam châm điện của Đức này, xem nó nâng được bao nhiêu kg, và trong quá trình test thì các bác để ý nhá. Đấy, tại vì chỉ có hai sản phẩm thôi nên hôm nay em sẽ quay nhanh. Ok, để mà nói về cái con cảm biến khí ga này của Hàn Quốc thì con này sẽ nhận biết những cái khí chất dễ cháy, những cái khí ga như là brutan, propan, butan, thông qua một cái cảm biến ở dưới này. Chất dễ cháy đi đi vào cảm biến ở dưới này thì nó sẽ hai cái mạch DO này này các bác này, hai cái mạch DO1 và DO1G này nó sẽ thông với nhau. Và từ cái nguyên lý đấy thì hôm nay em đã đấu vào cái con loa 24V này để em test cho mọi người cùng trải nghiệm và cùng hình dung ra thì nó hoạt động như thế nào nhá. Đấy. Và con này thì sử dụng điện 24V. Em đã chuẩn bị điện 24V DC ở đây. Các bác có thể thấy này, dòng là 24,2V. Em sẽ cấp nguồn vào con cảm biến này và em sẽ test cho mọi người nhá. Và em sẽ sử dụng khí ga của con quẹt này để em xì vào đây xem nó hoạt động như thế nào. Hiện tại thì em đã cấp điện rồi, chưa có khí ga, chưa có khí chữa cháy vào đây thì nó chưa, con loa này chưa thông mạch và nó sẽ chưa kêu đó. Có lẽ là hơi ít, chờ em cấp thêm một chút nữa. Đấy, thông số nó nhảy trên này này. Để em điều chỉnh một chút ở trên này nhá. Đấy, cài đặt. Khi mà cái cảm biến này nó nhận biết được cái khí ga đi vào trong này thì hai cái mạch DO1 và DO1G này nó sẽ thông mạch với nhau, và từ đó thì cái loa nó sẽ phát ra cảnh báo nha. Cùng lúc đó thì các bác cũng có thể đấu đèn vào để cho nó phát tín hiệu ra cũng được. Nhưng mà em nghĩ nếu mà đã cảnh báo khí ga thì tốt nhất là các bác nên dùng loa để nhận biết. Ở đây thì con này nó kiểu như là nhà các bác mà có người nhà ấy, người lớn tuổi hoặc là người nhà các bác có cái tính hay bị quên vặt, nhiều khi sử dụng ga xong, nhiều chất dễ cháy, nhiều đồ dễ cháy trong nhà các bác, nhiều khi sử dụng ga xong không có khóa ga vào và cái ga nó bị xì ra, từ đó thì rất là nguy hiểm. Các bác xem có thể mua một bộ cảm biến này về để lắp vào và để cảnh báo để cho an toàn hơn nhá. Đấy. Ok, và bộ này thì hiện tại giá đang là 250.000 các bác nhé, một bộ cảm biến khí ga của Hàn Quốc 250.000, và bên em trước khi gửi đi bên em sẽ test kỹ cho các bác. Và một vài cái thông số ở trên này cũng như cài đặt ở trên này thì em cũng chưa rõ lắm, tại vì em tìm hiểu những cái thông tin ở trên website chính của cái nhà sản xuất này thì nó cũng chưa có
nốt lại những cái thông số ở trên này cũng như cách cài đặt trên này. Nói chung về các bác thì cứ mày mò dần đi, nó cũng dễ thôi. Và cái thứ hai thì em muốn lên cho các bác một cái loại nam châm điện của Đức này. Đây, em đưa gần cho bác coi nhá. Đây, đây chính xác thì sẽ là cái những cái nam châm để khóa những cái cửa tủ các bác, cái cửa tủ máy công nghiệp bằng sắt, người ta sẽ dùng những cái nam châm để khóa lại. Và đây là một trong những con nam châm của nó. Sở dĩ em lên cho các bác con này thì tại vì đây là hàng Đức này các bác này. Đấy, nhìn rất là độc luôn. Mà các bác biết hàng Đức thì nó chất lượng cỡ nào rồi đúng không ạ? Những cái hàng cơ khí của Đức, những cái hàng của Đức thì nó thương hiệu của nó là tầm thế giới rồi. Đấy. Và một con này thì hãng là Ekuner và sử dụng điện 24V DC các bác nhé. Đấy, 24V DC. Và nó ăn dòng cực kỳ thấp luôn. Em cũng đã có một cái video test rồi. Nó thực tế thì nó có thể hít được một cái vật kim loại bằng tầm khoảng 15 đến 20 cân. Đó. Với cái yêu cầu là cái mặt hít của các bác phải phẳng này. Đã, phải phẳng nha. Cái mặt hít này phải tiếp xúc phải phẳng. Và các bác nhấc. Đấy, các bác muốn test đấy, các bác phải nhấc vuông góc. Đấy, các bác phải nhấc vuông góc với cái đồ các bác cần hít nha. Chứ các bác mà nhấc kiểu bẩy như thế này thì nó sẽ không chính xác. Đã, sẽ không đạt hiệu quả cao. Ok, em mời các bác cùng xem cái video test của em nhé. Anh quay gần này. Tay em không hề bốc cái tay nhá. 16 cân. Này. Đây nhá. Uy tín luôn. Nó ăn dòng 0.07A. Để xem nhấc lên nó có ăn dòng không. Từ để xem có lực hút thì nó có ăn dòng không nhá. 24V. Không ăn dòng thêm. Nó vẫn duy trì vậy. Ừ. Ăn dòng nó thấp nhỉ. Ừ. Đây. Rồi, anh quay chưa? Thấy cái đoạn nhấc lên chưa? Rồi, có rồi. Rồi, video test của em thì em cũng xin nhắc lại với các bác là cái những cái ray sắt của bên em ấy là hiện em đo được là 16 kg. Đó, các bác thấy không ạ? 16 kg mà em cầm con nam châm này, đó, em nhấc thì nó rất là bình thường luôn. Đó. Ok, thì em sẽ đo luôn cái mặt nam châm để cho các bác nào cần tham khảo nhá. Đó, cái mặt hít ạ. Đấy, 5 cm các bác nhá. 5 cm. Đấy. Và đằng sau thì các bác có thể có thấy những cái lỗ để nó bắt ốc ở đây. Đó. Và cái bộ này thì em cũng chưa khám phá ra nó là cái bộ gì. Nhưng mà với cái cơ cấu này thì em nghĩ khả năng cao đây là một con cảm biến này. Đấy, một con cảm biến của Đức luôn các bác nhá. Nếu mà các bác chỉ dùng con hít này thôi thì quá là ok rồi. Còn nếu mà các bác mà nghiên cứu cái con cảm biến này, dùng được con cảm biến này thì với mức giá là 190.000. Bên em đã giảm giá còn 190.000 nhá. Từ 200 xuống còn là 190.000. Thì với mức giá này thì các bác có thêm một con cảm biến nữa. Nhưng mà các bác dùng được việc con này thì rất là ok luôn, rất là ngon luôn, một cái giá rất là hời nhá. Đây, ở trên này thì em quay là chưa có rắc đúng không ạ? Tại vì em tháo ra em để lên hình cho nó đẹp nhá. Chứ nguyên bản thì bên em sẽ gửi cho các bác như thế này nhá, đầy đủ rắc dây điện đấu nối nhá. Đầy đủ rắc dây điện đấu nối này. Ok. Các bác đặt hàng mua hàng sản phẩm thì có thể liên hệ hai số điện thoại bên dưới phần tiêu đề nhé các bác nhé. Và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau và cũng như là những livestream lần sau của Founder Way Đắk Nông. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.